Giảm thiểu tốc mái bằng bao cát. Đối với nhà có độ dốc mái lớn, dùng các bao cát đóng lỏng có trọng lượng từ 15 đến 20 kg, nối với nhau bằng dây và đặt vắt qua mái nhà, sao cho các bao cát nằm sát trên đầu tấm lợp hoặc mép tiếp giáp của các tấm lợp. Khoảng cách giữa các bao cát là 1,50 m ở vùng giữa mái và 1 m ở xung quanh mái. Đối với nhà có độ dốc mái nhỏ, làm tương tự như trên nhưng không cần dùng dây nối các bao cát với nhau. Đặt lên mái các thanh nẹp Cách nhau khoảng từ 1m50 đến 2m Tại mép chồng lên giữa hai tấm lợp Đục lỗ tại các đỉnh mút tấm lợp Dùng thép phi 2mm Buộc thanh nẹp vào xà gồ, đòn tay Dùng vữa xi măng Hoặc keo chống rột để bít lỗ đục tấm lợp Với các mái nhà tôn, fibro xi măng Đặt các thanh chặn ngang bằng cây Gỗ, thép Lên mái cách nhau khoảng 1m Đặt tiếp các răng chữ A Đỉnh chữ A nằm ở đỉnh nơi tiếp giáp giữa hai mái nhà. Cách nhau khoảng 2m50 lên thanh chặn. Cột thanh chặn vào thanh rằng bằng dây thép hoặc các loại dây khác. Sau đó dùng dây thép hoặc dây thừng, chảo neo rằng chữ A và các cọc cây đóng sâu xuống đất khoảng từ 1 đến 1m50. Cài chặt chốt cửa ra vào, cửa sổ neo cửa bằng đòn cây vào tường nhà để phòng gió giật làm bung cửa. Dán cửa kính bằng băng keo dính bản rộng để giảm thiểu vỡ kính bịt các khe hở giữa đỉnh tường và mái các lỗ thông gió tường đầu hồi và trên cửa